Câu chuyện mở đầu với thủ đô khổng lồ có tên gọi là thành phố Mê Cung. Sở dĩ nó có cái tên này là bởi vì nơi này thực sự có cấu trúc như một cái mê cung vậy. Thành phố này mang đến nhiều cơ hội đổi đời cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nó cùng đầy hiểm nguy và cạm bẫy. Người ta sẽ không biết được thành phố này đang dẫn mình đi đến con đường nào và phía sau đó là gì. Một vài giây sau, một anh chàng tên Nick xuất hiện. Anh là một tay kiếm cừ khôi có tiếng và là thành viên trong một nhóm thám hiểm có tên Võ Nghệ Bách Ban, cũng là một nhóm thám hiểm có tiếng trong thành phố Mê Cung. Nick đồng thời cũng là nhân vật chính của chúng ta. Anh kể rằng cuộc đời của anh đang rất êm đẹp. Anh có một cô gái bạn gái cực kỳ xinh đẹp, người có cùng ước ao như anh, muốn anh cùng đội thám hiểm vươn lên cấp bậc cao nhất. Đó là mong ước từ nhỏ đến lớn của Nick. Tuy nhiên, một ngày đẹp trời, đội trưởng Argus của nhóm thám hiểm bỗng đuổi anh ra khỏi nhóm, làm anh mù mờ không hiểu. Anh hỏi ông ta vì sao thì ông ta toàn viện cớ xàm lông, nào là anh đánh đấm không ra hồn, rồi anh không kiếm chút tiền nào về. Nick rất sốc và vẫn không thể tin những chuyện vừa xảy ra. Anh vốn luôn xem Argus như ba của mình, vì lớn lên anh không hề có ba. Nick định đi gặp bạn gái của mình để giải tỏa nỗi lòng một chút trong thời khắc khó khăn này, nhưng cô nàng sau khi biết anh đã bị đá khỏi nhóm thì cũng góp thêm cho anh một đá nữa. Cô ta nói mình không muốn liên can đến một kẻ vô danh. Anh ngồi im thẫn thờ trong quán cà phê kể cả khi cô ta đã rời đi. Anh sững sờ nhận ra cô gái kia chỉ đến với mình để được tiếp cận đội trưởng của nhóm Võ Nghệ Bách Ban. Không còn hy vọng gì khác, anh chọn con đường mà thanh niên nào cũng sẽ chọn khi vào bước đường này, tự khóa mình trong phòng và trở thành một tên weebu chính hiệu. Anh bắt đầu mơ tưởng về cô idol Internet Agate. Anh đổ hết tâm tư vào cô để quên đi những chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình vài tháng trước và quyết định trở thành fan cuồng của cô nàng. Anh dành hết thời gian và tiền bạc của mình cho cô idol. Để hiểu vì sao thanh niên lại lụy Agate đến vậy thì ta phải quay ngược thời gian trở về lúc bạn gái cũ vừa đá anh. Anh đang ngồi cô đơn một mình tự vấn vì sao những người xung quanh đều bỏ anh mà đi hết, đặc biệt là Argus. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện trong quá khứ của mình và Argus. Argus nói rằng ông đuổi anh ra khỏi nhóm là vì anh nghĩ mình giỏi hơn đội trưởng nhiều và hay ra lệnh chỉ huy những người khác trong đội. Argus không thể chấp nhận được việc này, ông phải bằng mọi cách ngăn chặn không cho anh giành quyền chỉ huy. Nick đang nhớ lại ký ức u buồn và bắt đầu sầu não thì một cô gái xinh đẹp tóc xanh cầm dù xuyên màn mưa đi đến trước nơi anh đang ngồi. Cô cố tìm lời lẽ để động viên anh, bảo anh cuộc sống này còn có nhiều thứ đáng giá hơn. Anh nói anh không có thứ nào đáng giá hơn thứ vừa mất đi cả. Cô liền chia tấm vé concert ra cho anh, rồi giới thiệu cô sẽ sớm debut thành idol. Anh từ chối lời mời đến concert của cô, nhưng cô vẫn đưa cho anh tấm vé và trước khi rời đi còn bảo anh sẽ thích lắm. Sau đó, Nick thực sự đi đến concert và trở thành fan số 1 của cô. Cô là ánh sáng duy nhất anh có thể dùng để che lấp đi bóng đen quá khứ bi kịch khi bị những người mình yêu thương ruồng bỏ. Giờ đây anh đã có một người khác để yêu quý. Sau buổi concert, Nick còn vác thêm cả đống đồ lặt vặt cùng với Mac được bán trong concert về nhà. Căn phòng của anh chất đầy Mac và poster cùng thú bông của cô. Đang nằm vui tươi thì anh chợt nhận ra mình đã mua Mac hết sạch tiền và không còn chút tiền thừa nào để mua đồ ăn hay quần áo. Anh không thể sống sót ở thành phố Mê Cung nếu không trở lại làm nhà thám hiểm. Vậy là hôm sau, anh quyết định đến nơi tụ tập của các nhà thám hiểm còn non xanh. Anh muốn lập ra một nhóm thám hiểm mới. Nhưng lần này, anh không muốn kết giao thân thiết gì mà chỉ cần kiếm tiền và sẽ lại trở về làm fanboy cô đơn của cô idol như cũ. Anh nhìn thấy một cậu chàng cấp 1 thì định đến bắt chuyện mời cậu ta vào đội. Nhưng anh vừa đến gần thì giọng nói của Argus lại văng vẳng trong đầu anh. Ông ta nói rằng anh là một tên bất tài không có khiếu làm đội trưởng, đồng đội ai cũng nghĩ anh yếu đi và vô dụng. Sau khi nhớ lại những lời này thì Nick cũng mất hứng không muốn bắt chuyện với cậu ta. Một ông già đã đến vỗ vai rồi cướp luôn cậu chàng kia vào đội. Argus lại một lần nữa đưa anh vào tình thế thảm hại dù không hề hiện diện ở đó. Anh ngồi trong quán bar thở dài vì cả ngày nay nhìn anh như thằng ngáo ở nơi tụ tập của các nhà thám hiểm nghiệp dư. Anh thất vọng vì mình vẫn chưa lập được đội thám hiểm mới nào, không những vậy còn phát hiện ra mình đã hoàn toàn mất đi tự tin vào bản thân sau những lời cuối mà Argus dành cho anh. Giờ anh chỉ muốn trả thù Argus cho hả dạ. Nhưng điều này là không thể vì anh vẫn chưa tìm được đội nào có tầm cao như Võ Nghệ Bách Ban và anh cũng không có hy vọng gì về tìm thêm bạn bè mới. Anh chỉ ngồi uống bia một mình trong quán bar, không muốn động chạm đến ai, ngắm nhìn những người xung quanh cười nói hớn hở sau khi đã tìm được đội thám hiểm mới cho mình. Ai cũng có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Bỗng ba người lạ mặt bước vào trong quán bar và đồng loạt ngồi vào cái bàn mà anh đang ngồi, vì nó là cái bàn duy nhất còn sót lại trong quán. Họ ngồi trong sự im lặng vô cùng ngượng ngùng. Nick nhận ra những người này hoàn toàn chưa lập được đội thám hiểm hay là thành viên của đội thám hiểm nào. Ánh mắt anh dồn về phía một cô gái mặc đồ tím bí ẩn trong nhóm. Cô có một cây trượng ma pháp có đá tinh thể gắn bên trên. Dù vẻ ngoài kỳ dị nhưng cô lại tỏa sáng trong căn phòng này. Anh không biết vì sao, nhưng giữa đám người này thì cô ấy có vẻ nổi bật hơn hẳn. Anh bắt đầu dùng mắt quan sát và phân tích từng người một, thử đoán xem bọn họ là ai. Đầu tiên là cô gái kia, anh nhận thấy cô có vẻ là một ma pháp sư. Còn người ngồi đối diện anh dường như là linh mục, và anh ta đã say khướt. Nick suy đoán rằng anh ta vừa từ trong club đi ra, vì người anh ta nồng đậm nước hoa phụ nữ và vẻ mặt anh ta có gì đó buồn rười rượi. Người cuối cùng cũng là một cô gái có nửa dòng máu long tộc. Cô là con lai giữa long tộc và nhân tộc.
Sau khi vừa phân tích xong thì bồi bàn cũng mang 4 ly bia đến bàn của họ. Nick quyết định cầm cái ly lên cụng ly chúc mừng, nhưng không phải cho ai cả mà là cho anh. Anh không còn quan tâm gì đến Argus hay cô bạn gái cũ xinh đẹp của mình, hay việc anh từng là một nhà thám hiểm cấp cao. Anh nắm cán ly lên bắt đầu tu ực ực rồi giáng mạnh nó xuống bàn, hét lớn rằng anh sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào thêm một lần nào nữa. Nhưng bất ngờ là cùng lúc đó, ba người kia cũng hét lên một câu tương tự như anh. Vậy là câu chuyện lúc này chuyển hướng về quá khứ của từng người bọn họ, giải thích lý do vì sao họ lại không thể tin tưởng thêm kẻ nào được nữa. Câu chuyện đầu tiên là của cô gái ma pháp sư mặc áo tím, cô tên là Tiana. Cô là một cô gái tốt bụng và đáng yêu, đang học ma pháp tại một học viện ma thuật. Một ngày, cô đang luyện tập ma pháp như mọi khi thì được thầy hiệu trưởng của học viện đích thân đến trò chuyện. Thầy khen ngợi cô là một người rất khiêm tốn dù cô đã thành thạo hết tất cả các hệ ma pháp trên đời và bảo cô nên cảm thấy tự hào về bản thân mình, bởi vì cô chính là học sinh sở hữu ma pháp cao cường nhất cả học viện. Cô nghe xong những lời có cánh này thì rất vui trong bụng và ra về trong hân hoan, cảm thấy rất tự hào về những gì bản thân đã đạt được. Cô bay bổng đi đến một nhà hàng gần đó. Vừa bước vào, cô đã hỏi cô gái ở quầy lễ tân vị hôn thê Alex của cô có ở bên trong hay không. Cô lễ tân ngại ngùng đáp có nhưng còn muốn nói thêm anh ta đang ở bên trong với một người khác, nhưng Tiana lại không nghe. Cô cứ vậy bước thẳng vào trong mà không thông báo trước thì bắt gặp vị hôn thê yêu dấu của cô lúc này đang ngồi cùng với một cô gái khác tên Lin. Cô vẫn ngồi xuống bàn và bắt đầu hào hứng kể cho anh nghe mình được thầy hiệu trưởng khen là ma pháp sư giỏi nhất học viện và cô là người duy nhất có thể sử dụng ma pháp lôi hệ ở độ tuổi này. Nhưng Alex lại không thèm nghe chữ nào và bắt đầu tung tin đồn thất thiệt về cô trước mặt Lin. Anh nói cô cố tính thường xuyên bắt nạt Lin vì thấy cô ấy là dân thường. Không những vậy, anh ta còn nói cô đã quyến rũ các thầy trong trường để họ cho cô thêm điểm cộng và đánh điểm cao nhất cho cô trong mỗi kỳ kiểm tra. Thầy hiệu trưởng cũng là một trong những người châm trước cho cô. Những lời này làm cho Tiana tức giận vì đây là tin đồn vô căn cứ mà anh tự mình nghĩ ra. Cô bảo hai người hãy dừng lại ngay đi. Nhưng Alex lại không chịu nghe và bắt đầu nói anh ta cảm thấy bị sỉ nhục khi cô lại sở hữu ma pháp mạnh hơn cả anh ta, trong khi cô chỉ là một con đàn bà. Thì ra anh giai này chính là giống Ino trong truyền thuyết, tỷ lệ chỉ có 1/1000000 con tinh trùng mới có thể tạo ra một tuyệt tác rúng động lòng người như anh. Anh giai chê không thèm thì thôi để lại cho tôi nhá. Anh ta không thể tin được sự thật rằng một người phụ nữ lại có thể giỏi hơn anh ta về mọi khía cạnh và cực kỳ căm ghét Tiana vì điều này. Anh ta còn cay cú hơn khi cô chính là bạn gái mình. Alex tiếp tục tìm cách phỉ báng và lăng mạ cô bằng những lời đồn vô căn cứ rồi chia tay với cô ngay tại đó, nói rằng Lin là mối thích hợp với anh ta. Sau đó, cô biết được tin hai người kia đã đính hôn với nhau. Cô còn sốc hơn nữa khi nhận ra quan hệ hôn thê của mình với thằng cha kia được tạo nên là vì mối tương quan lợi ích giữa hai gia đình và chính họ đã sắp đặt tất cả. Sau khi biết được tin cô bị Alex đá, cha cô cùng với những người khác trong nhà xem cô như nỗi nhục của gia đình vì không thể giữ nối mối hôn ước này. Cô bị cả gia đình ghẻ lạnh và đuổi ra khỏi dinh thự mà cô vẫn luôn sống. Không còn nơi nào khác để đi, Tiana đành buộc phải rời khỏi thành phố. Cô đi đến ngôi nhà vốn dĩ mình sẽ sống sau khi kết hôn với Alex. Cô nhận ra mình cô đơn và lạc lõng đến nhường nào khi bị cả gia đình cùng người yêu phản bội. Tất cả chỉ vì cô là ma pháp sư quá giỏi và luôn vượt qua những người khác mà bị người đời ghen ghét một cách vô duyên vô cớ. Ánh mắt của Tiana bắt đầu ánh lên sự cay nghiệt và cô thề rằng mình sẽ không tin thêm một ai nữa. Điều này làm cho những người khác rất sợ cô. Họ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt cô. Nếu lỡ đã nhìn vào thì sẽ như thanh niên bồi bàn này, hú hét như bánh bèo rồi nhảy lùi về phía sau vì trong ánh mắt của cô luôn có chữ bà căm ghét cả thiên hạ. Cô không biết vấn đề nằm ở đâu và đã thử cười nhiều hơn. Nhưng cơ mặt của cô đã đơ luôn ở vị trí u ám này kể từ ngày cô bị người yêu và gia đình phản bội. Sau một hồi, Tiana cũng hết sạch tiền như Nick và cô không thể xin thêm hỗ trợ từ gia đình quyền quý của mình nữa. Vậy là cô quyết định đi xin việc nhưng ai cũng từ chối không muốn nhận cô. Cô đang thất vọng đi về nhà thì một tờ rơi của đường đua ngựa bay xuống chân cô. Tờ rơi nói cô sẽ kiếm được nhiều tiền cực kỳ nhanh chóng bằng việc cá cược. Vậy là cô cược thử và thắng ván đầu tiên. Tuy nhiên, cô lại tiếp tục cược thêm nhiều ván khác. Vì chứng nghiện ngập này mà tiền bạc của cô đã bay sạch hết. Cô trở về nhà cực kỳ buồn tủi và thất vọng về bản thân. Hôm sau, cô lại tiếp tục ra ngoài tìm cơ hội thì lần này đã thấy được tờ rơi của club dành cho nhà thám hiểm nghiệp dư. Cô quyết định sẽ đi tìm club này. Trong lúc cô đang ngâm cứu cái tờ rơi thì một thanh niên tiến đến tiếp cận cô, mời cô cùng vào đội của anh ta. Nhưng rủi là cô vừa quay lại thì đôi mắt u ám kia đã dọa cho thanh niên chạy tụt quần. Và đây là câu chuyện dẫn cô đến quán bar này. Sau khi nghe xong, Nick quay sang hỏi thanh niên linh mục kia vì sao lại đến đây. Anh ta tự giới thiệu Gem và anh cũng đến từ một thành phố nổi tiếng trước khi bị đời đưa đẩy đến mê cung. Trong thành phố trước đây anh ở có một nhà thờ lớn cho các vị thần linh và anh chính là linh mục ở đó. Anh được tất cả người dân yêu quý vì sự tốt bụng và chu đáo ân cần của anh đối với những người xung quanh. Ngoài ra, còn có một cô gái nhỏ thuộc một gia đình quyền quý tên là MRL được đối xử như công chúa. Cô thường xuyên mang thảo dược đến cho anh làm thuốc. Một ngày, vào buổi tối, anh đang làm thảo dược thành thuốc thì MRL lại đem đến cho anh nhiều thảo dược hơn nữa và anh cảm ơn cô. Cô bỗng dưng nắm lấy tay anh và hỏi anh có thích mình không.
Anh bất ngờ trước lời tỏ tình đường đột nhưng nhanh chóng đáp lại cô còn quá trẻ so với anh và bảo cô hãy đi tìm một người cùng tuổi. Vì là người được mọi người kính mến và là linh mục của thành phố, anh dặn dò cô hãy trở về nhà trước khi quá muộn và đừng nên yêu đương quá sớm. Cô bực bội khi nghe phải những lời này rồi bắt đầu dùng lời lẽ nặng nhọc với anh. Sau đó, cô hét toáng lên rồi bật chạy ra ngoài, nói rằng cô rất căm ghét anh. Cô bắt đầu nghĩ ra cách để trả thù Gem vì anh đã không hồi đáp lại tình cảm của mình, bắt đầu với việc hủy hoại thanh danh linh mục của anh. Ngày hôm sau, anh vẫn làm việc như bình thường và bắt đầu bàn chuyện mình trở thành linh mục cấp cao với các người dân trong thành phố. Mọi việc vẫn rất êm xuôi cho đến khi binh lính bất ngờ sộc vào đòi bắt giữ anh. Kế hoạch trả thù của MRL đã thành công và chính cô đã tự mình sắp đặt hết tất thảy mọi việc để khiến anh phải trả giá. Cô nói dối rằng Gem đã cố tình tiếp cận mình với ý đồ bất chính. Sau khi đã trả thù xong, cô gái anh rất thất vọng và chán nản vì dù vô tội nhưng vẫn bị bọn họ bắt nhốt vào tù 3 tháng trời. Sau khi được thả ra, anh bị đuổi khỏi chính thành phố của mình và phải tá túc tạm ở nhà của một người bạn vốn vẫn không biết những chuyện đã xảy ra. Cô cho phép anh tạm ở lại nhà mình một đêm. Hai người có một đêm mặn nồng và sáng hôm sau, cô gái làm bữa sáng cho anh. Cô khuyên anh nên đi đến thành phố Mê Cung và trở thành nhà thám hiểm chu du khắp nơi. Như vậy thì anh sẽ có thể tạm quên đi những chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình trong vòng 3 tháng qua. Cô nói anh nên rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc đời mới. Vì anh còn rất trẻ và cực kỳ tài năng, anh xứng đáng tiếp tục theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Cô nói anh có thể chứng tỏ tài năng của mình ở một thành phố khác. Nói rồi cô lấy ra một đống đồ vật mà cô tự nhận là do một vị khách trọ khác đã để lại trong đêm. Những thứ này toàn là trang bị của một thám hiểm có thể giúp anh rèn luyện kỹ năng, vì trước đây anh vốn chỉ là linh mục. Vậy là anh chấp nhận lời khuyên và cố quên đi chuyện mình từng là một linh mục cao quý. Giờ đây, anh nhấn chìm bản thân trong rượu chè và phụ nữ. Nick không biết liệu họ có đang kể chuyện thật không hay đang say khướt rồi nói bừa. Muốn chứng minh mình không hề xạo ke, Gem đòi đi đến xào huyện của ma thần của thành phố Mê Cung rồi giết hắn để lấy tiền thưởng. Nick nghĩ anh say rồi nói bừa nên cũng không để ý lắm những lời anh vừa nói. Anh bắt đầu quay sang cô gái long tộc tên là Curran và hỏi cô vì sao lại đi đến bước đường này. Cô bắt đầu giải thích mình đã bị mất đi một thứ cực kỳ quan trọng và người đã cướp đi nó là kẻ mà cô không hề ngờ đến nhất. Nhưng vì đã say mềm nên cô không thể kể câu chuyện hoàn chỉnh mà liên tục kể lể những điều lặt vặt trong cuộc đời của mình rồi lại nốc thêm vài ly bia nữa. Bỗng dưng, Nick chìm thẳng vào cơn mơ rồi thức dậy ở nhà của Tiana vào hôm tiếp theo. Anh cứ tưởng việc tối qua gặp gỡ những nhà thám hiểm có cảnh ngộ giống mình chỉ là giấc mơ, nhưng lại thấy bọn họ đang đứng như trời trồng trước mặt anh và nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua. Cả nhóm không ai biết vì sao họ lại lạc luôn đến nhà của Tiana. Vì chỉ là người lạ qua đường và không phải đồng đội gì của nhau nên Tiana lịch sự bảo họ hãy rời đi. Những người khác rời khỏi nhà cô mà không ý kiến gì thêm. Lúc mọi người sắp rời đi thì Nick bỗng đứng lại rồi bắt đầu nói những lời động viên khích lệ tinh thần họ như trước đây Idol Agate đã làm cho anh. Sau những lời khích lệ, anh bảo nếu cả bốn người bọn họ không còn tin được thêm ai khác thì hãy cùng tin tưởng nhau và giúp nhau trả thù những kẻ phản bội đã khiến họ phải lâm vào hoàn cảnh khốn khó này. Những người khác đồng ý vì họ cũng không còn gì để mất. Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến hội thám hiểm chuẩn bị đăng ký đội của mình thì gặp một bà già ở quầy tiếp tân. Bà nhận ra Nick vì anh từng là thành viên của nhóm võ nghệ Bách Ban nổi tiếng. Bà còn tiết lộ thêm trong số họ có một người có khả năng sống tồn vô cùng thần kỳ. Người đó đã có thể sống sót vượt qua mê cung cấp C. Sau đó, bà chỉ thẳng người mình vừa nói chính là cô gái long tộc Curran. Cô đỏ mặt thú nhận mình đúng là đã sống sót vượt qua được mê cung cấp C. Cả nhóm rất tự hào về Curran. Bà già lại hỏi họ muốn đặt tên cho nhóm thám hiểm là gì. Nick đứng ra đặt tên cho cả nhóm là kẻ sinh tồn. Sau đó, cả nhóm có buổi họp mặt đầu tiên. Nick bắt đầu đặt ra 3 điều lệ cơ bản để cả đội có thể hoạt động suôn sẻ. Không ai được phép phá vỡ 3 điều lệ này. Điều đầu tiên là không ai được phép khinh bỉ sở thích của một người trong đội. Điều thứ hai là họ phải luôn chú ý tình hình tài chính của cả đội. Và điều cuối cùng là họ phải sống sót trở về qua mỗi cuộc thám hiểm. Sau khi nói ra hết điều lệ, Nick đề nghị anh sẽ là người quản lý tài chính của nhóm dưới sự giám sát của Tiana, còn Gem sẽ là người trông coi kết sắt để đảm bảo kho báu bên trong không mất đi. Bởi vì đã có vấn đề với niềm tin từ trước, mọi người bắt đầu phản đối và nói rằng Nick sẽ là người được lợi nhiều nhất vì anh có thể tự tay quản lý tài chính trong nhóm. Và cả bốn người bắt đầu bàn bạc một chuyện quan trọng hơn, làm sao họ có thể tin tưởng lẫn nhau. Đúng là họ chỉ là những người xa lạ và không có cớ gì phải tin nhau hết. Nhưng tất cả vẫn quyết định bỏ qua cảm xúc tiêu cực trước đây và tin tưởng đồng đội của mình lần nữa, vì họ vốn cũng không có gì thêm để mất. Bốn người đã có nhân duyên gặp nhau trong quán bar thì nên nắm lấy cơ hội để thay đổi bản thân, không thì họ sẽ lại trở về với con người trước đây, khốn khổ và tuyệt vọng. Cuộc họp cũng kết thúc tại đây. Ngày hôm sau, cả đội thực hiện nhiệm vụ thám hiểm đầu tiên. Nhiệm vụ của họ là đi vào khám phá mê cung cấp G có tên là Niêm Thủy Quang. Vì chỉ là đội thám hiểm mới nhú, nên họ còn phải đi qua thêm 2 mê cung nữa và giết hết tụi boss trong đó để được thăng lên làm nhà thám hiểm cấp F. Nick giải thích là chuyện này nghe vậy chứ cũng dễ dàng thôi, vì những mê cung này vốn được dành cho những nhà thám hiểm nghiệp dư mới vào nghề để luyện tập và hiểu thêm về cách hoạt động của mê cung. Họ đi sâu vào trong thì bắt gặp một con Slim nhỏ, quái vật đầu tiên mà họ phải giết. Con Slim nhỏ này thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng là loài ăn tạp và sẽ ăn tất cả thứ gì ở xung quanh nó.
Nó càng ăn thì sẽ càng lớn thêm và thỉnh thoảng có con còn lớn đến mức có thể nuốt chửng luôn một nông dân và con bò của ông ta. Nhưng anh cũng chỉ cho họ cách để dễ dàng tiêu con Slim nhỏ này. Họ chỉ cần lấy viên đá ra khỏi người nó là được. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong mê cung. Nick tự nghĩ quyết định lập ra đội thám hiểm này của mình quả là đúng đắn. Cả nhóm tiêu diệt nhiều Slim hơn và họ bắt đầu hỏi anh thêm về các quái vật khác trong mê cung cấp G này. Anh trả lời rằng quái vật trong này chỉ có mỗi Slim và Goblin. Nhưng ở những mê cung cấp E thì họ sẽ được choảng nhau với chủng cuối là ma thần. Hội thám hiểm nào cũng cố giành chiến thắng ở mê cung cấp E. Anh còn cảnh báo thêm với mọi người dù con Slim rất nhỏ nhưng không hoàn toàn vô hại và nó có thể dùng chất nhầy của mình tấn công họ bất cứ lúc nào. Tiana không nghe và cứ nghĩ bọn Slim này hoàn toàn vô hại. Một con thình lình đánh lén rồi phun chất nhầy vào mặt cô. Cô bực bội vì phải thổi kèn không công cho con Slim nên định dùng pháp thuật để tiêu diệt nó. Nhưng lúc làm phép lại không nhắm cẩn thận mà đánh trúng vào Curran. Hai cô gái bắt đầu lao vào cãi vả. Curran nói cô không thể tin tưởng Tiana sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa. Cô cảnh cáo Tiana nếu còn đánh trúng cô lần nữa thì cô sẽ phun luôn lửa vào mặt vì cô thuộc long tộc. Sau đó, cả nhóm đi đến tầng cao nhất của mê cung, nơi một con Slim khổng lồ đang ngự trị. Nick nói với mọi người nó chính là chùm cuối của mê cung này. Tiana không hề do dự tiến lên hóa một phép tấn công thật mạnh, phóng ra một cây dao găm băng khổng lồ đâm thẳng vào người con quái là nó nổ tung tóe. May là không có ai bị thương và cả đội đã lấy được viên đá trong người nó để bán lấy tiền. Sau khi đã nhảy nhụa ra khỏi mê cung, Nick tranh thủ cơ hội này để phân bố lại chức trách của các thành viên trong đội của mình. Anh bắt đầu bắt cách nói ra những ưu và nhược điểm của mình. Anh nói anh nên làm đội trưởng trong những tình huống chiến đấu vì anh đã có kinh nghiệm khám phá các mê cung từ trước tới giờ. Tuy nhiên, anh không thể sử dụng được ma pháp tấn công hay ma pháp trị liệu. Và anh cũng không thể vung các loại vũ khí nặng như Curran. Sau đó, anh bảo mọi người cũng hãy nói ra ưu nhược điểm của bản thân để mọi người có thể tin tưởng nhau và biết được giới hạn của những người đồng đội mình nằm ở đâu. Tuy nhiên, bọn họ vẫn chỉ là người xa lạ và mọi người rất ngại phải nói ra điểm yếu của mình cho người khác biết. Nick nói rằng họ không cần phải kể ra điểm yếu vội nếu vẫn còn e ngại. Nhưng anh sẵn sàng chia sẻ ra điểm yếu của mình vì anh biết đây là cách duy nhất để có thể tạo ra niềm tin giữa mọi người trong nhóm. Cuối cùng, Jem cũng quyết định nghe lời Nick. Anh nói điểm mạnh của mình chính là biết sử dụng ma pháp trị liệu. Còn điểm yếu của anh lại là tất thảy mọi thứ khác trên đời ngoại trừ trị liệu. Tiana sau đó cũng đứng dậy và đi đến chỗ Curran, tranh thủ cơ hội này cúi đầu xin lỗi cô vì chuyện ban nãy. Cô tự nhận điểm mạnh của mình là ma pháp hệ thủy và hệ phong. Cô còn có ma pháp hệ lôi rất mạnh nhưng lại cực kỳ dở tệ ma pháp hệ hỏa, điều mà Curran rất giỏi. Cô còn nhấn mạnh rằng mình không giỏi cận chiến và không biết cách sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào khác. Curran thực sự không quen với sự tốt bụng của Tiana và bắt đầu mủi lòng. Thấy Tiana ngồi xuống và run cầm cập vì lạnh, cô phun ra một quả cầu lửa nhỏ làm cho nơi gần Tiana bốc cháy, sưởi ấm cho cô. Curran sau đó lại ngại ngùng la lớn mình định nhắm vào mặt cô nhưng lại lỡ mồm trượt mất, khiến cho cả đội bật cười. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong rừng để tìm ra mê cung tiếp theo. Họ đi đến nửa đường thì vào phải địa bàn của bọn Goblin. Nick lúc này bắt đầu phô ra trình thật của mình. Anh một tay dễ dàng hạ gục hết bọn Goblin trong vòng một phút khiến mọi người trong đội sốc ngang. Vì muốn đội của họ nhanh được thăng cấp, Tiana sử dụng pháp thuật dò tìm của mình và phát hiện ra có một bọn Goblin nữa cách họ 500m. Jem nói việc có thể dùng ma pháp dò tìm ở một khoảng cách xa như vậy là rất hiếm có vì anh cũng thường xuyên nghiên cứu các loại ma pháp khác. Sau đó, cả nhóm bắt đầu một trận lớn vì Nick về việc anh lại đi giấu nghề với bọn họ. Cả nhóm đã tìm ra được điểm yếu của Nick. Đó là anh quá xem thường bản thân, hay nói cách khác là vô cùng tự ti và luôn không cho người khác biết sức mạnh thật sự của anh. Curran còn nhắc thêm chuyện anh chỉ để lại cho cô duy nhất một con Goblin để giết. Khi bọn họ còn đang tranh cãi thì Tiana cảnh báo rằng có một nguồn ma lực rất lớn ở trong khu rừng nơi bọn Goblin trú ngụ. Tuy nhiên, nguồn ma lực này mạnh đến nỗi họ nghi ngờ đó không phải là một con Goblin. Nick nói với nhóm nó có thể là một con Ogre hay là một con Goblin đã tiến hóa và chiến đấu với chúng sẽ không dễ dàng gì. Nhất là khi đội của bọn họ toàn là dân nghiệp dư và có thể dễ dàng mất mạng dù chỉ lỡ lầm một bước. Anh bảo nhiệm vụ đánh bại nó sẽ phụ thuộc hết vào anh và Curran, vì lũ Goblin và Ogre có khả năng kháng ma thuật rất tốt. Nick chỉ có thể dùng các đòn tấn công ma pháp của Tiana và Jem làm mồi nhử, trong lúc anh và Curran cùng nhau lao vào combo chém con quái vật. Với thanh kiếm to tổ trảng của Curran thì họ sẽ có cơ hội chiến thắng khá cao, cô chỉ là hy vọng của cả đội. Cả nhóm đi một hồi thì đã đến được hang ổ của con quái vật. Một đàn Goblin đang đứng vây quanh bảo vệ con Ogre khổng lồ. Curran làm theo lời Nick nói và xung phong về phía trước, để những người khác theo sau cô. Tiana và Jem đứng ở một bên dù ma pháp trị liệu và tấn công để gây thêm sao nhãng cho tụi quái vật từ xa. Nick lao vào giết hết những con Goblin nhỏ. Curran cường hóa thanh kiếm của cô bằng ma pháp hệ hỏa rồi vung nó nhảy bật lên trời, xoay một vòng đẹp mắt rồi giáng thẳng kiếm xuống người con Ogre. Cô đã thành công đánh bại con quái vậy, chẻ nó ra làm hai nửa. Sau đó, mọi người bắt đầu bẻ sừng của tụi Goblin. Nick cố mãi cũng không bẻ được sừng của một con rồi mất đà ngã xuống trúng người Curran, làm cho mặt dây chuyền mà cô thích rơi xuống đất vỡ tan.
Câu chuyện trở về với thời điểm quá khứ, lúc này Karen đang đi dạo quanh một khu chợ trời và nhìn thấy sợi dây chuyền ban nãy. Cô không có tiền mua nó nhưng bị tên thương gian buộc tội đã làm sức mặt dây chuyền và bắt cô phải đền tiền cho ông ta. Một nhà thám hiểm có tên là Calio đã can thiệp và vạch trần kiểu làm ăn bẩn tuổi của ông ta. Vì không muốn bị anh trình báo lên trên nên ông ta đã cho luôn sợi dây chuyền miễn phí. Karen từ khoảnh khắc hứa sẽ vĩnh viễn trung thành với Calio và nghĩ anh chính là người hùng của mình. Cô muốn đáp trả cho công ơn của anh bằng cách luôn tự mình xả thân trong mọi mê cung mà họ khám phá. Lúc làm nhiệm vụ, cô không hề nghi ngờ rằng mình đang bị lợi dụng bởi dòng máu long tộc của mình. Tuy nhiên, một ngày, người mà cô luôn kính trọng cũng chứng minh rằng trước đây cô đã quá ngây thơ. Khi cô đang vật vã vì nọc độc của con rắn khổng lồ, Karen tung đòn kết liễu và giết chết con rắn. Sau khi đã thu thập được vật phẩm từ con quái vật, Calio cùng những người vốn là đồng đội của Karen quyết định bỏ mặc cô ở đây. Cứ như tình cảnh của cô chưa đủ thảm, Calio còn chơi cô thêm một vố bằng cách lấy đi viên ngọc của Long Vương, một thứ vô cùng linh thiêng với tổ tiên long tộc mà cô đã được tin tưởng giao cho để canh gác nó bằng mạng sống của mình. Sau đó, cô dành nhiều ngày để tìm kiếm Calio nhưng tuyệt không có tin tức gì về anh ta. Cô chán nản quyết định quên đi chuyện này, cô vô tình đụng mặt Phi Thờ, nhà thám hiểm mà ai cũng kính trọng. Anh ta có sức mạnh phi thường nên được hội thám hiểm cho phép đi vào mê cung một mình. Không những nổi tiếng vì là nhà thám hiểm táo bạo mà anh ta còn nổi tiếng vì là kỳ thủ ăn uống. Nói tóm lại thì Phi Thờ chính là lý do vì sao Karen bắt đầu nảy sinh tình yêu bất diệt với đồ ăn. Còn cách nào tốt hơn để quên đi nỗi buồn là lấp đầy bao tử của mình bằng đồ ăn để nhắc nhở bản thân đồ ăn có thể lấp đầy lòng mình tốt hơn con người chứ. Và cũng như Nick hay bất cứ con người khốn khổ nào trên quả đất này, cô buộc phải kiếm tiền để tài trợ cho đam mê. Trở về hiện tại, Nick đang vào đầu bứt tay cố tìm ra sợi dây chuyền để thay thế cho cái mà anh đã vô tình làm vỡ khi đụng trúng Karen. Anh chàng này đúng là fan số hưởng, kiểu nào mà lại đụng mặt idol lần nữa trong cửa hàng. Hai người ngồi tâm sự ở nơi đầu tiên họ gặp mặt, Nick kể vấn đề của mình cho cô nghe. Cô nói anh đừng nghĩ quá nhiều và hãy cố làm một người bạn tốt với Karen. Một lúc sau, Nick đụng mặt Karen trong chợ trời và biết được hóa ra cô không hề giận anh về việc làm vỡ dây chuyền. Cô còn nói thêm cô rất yêu thích cuộc sống hiện tại của mình so với trước đây. Cả nhóm đã được thăng lên làm nhà thám hiểm cấp F và bắt đầu nhận được sự chú ý từ các đội thám hiểm khác. Cả nhóm muốn dành một buổi để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mình. Ngay sau đó, Winma triệu tập họ đến hội thám hiểm để giao cho họ một nhiệm vụ mới. Họ sẽ phải đi vào mê cung tình thân để đem về thánh kiếm tình thân bên trong. Cả nhóm vừa vào trong mê cung tình thân thì đã được chào đón bởi một loạt quái vật do con người tạo ra. Karen dùng lửa để thiêu trụi bọn chúng. Bọn họ tiếp tục đi theo bản đồ đã được hội thám hiểm cho trước đó đến một hành lang chỉ có duy nhất một ánh đèn. Nick quyết định xung phong kiểm tra xung quanh trước. Một hồi sau, một cánh cửa mở ra và bọn họ bước vào trong một cái sảnh lớn. Tiana dùng ma pháp dò tìm của mình và thông báo với họ nơi này an toàn. Tuy nhiên, đèn bỗng dưng bật lên sáng trưng và một giọng nói lạ bắt đầu chào đón họ. Mọi người nhìn xung quanh thì phát hiện giọng nói đó đến từ một cán kiếm gần đó. Nick nghi ngờ nó không phải là thánh kiếm vì nó không hề có lưỡi kiếm cắm vào. Thánh kiếm liền tức giận tự nhận nó chính là thánh kiếm trong truyền thuyết. Sau mỗi hồi đấu võ mồm với anh, nó nói mình sẽ thưởng cho những nhà thám hiểm trân trọng sự liêm chính và tình bạn. Nó còn nổ thêm mình không những là thanh kiếm huyền thoại mà còn là vũ khí thuộc tầm thánh khí siêu cấp. Trong lúc thanh kiếm còn đang chém gió về sức mạnh của nó thì Nick cùng đồng bọn phán một câu lạnh như mùa đông rằng họ định bán nó đi. Thanh kiếm bắt đầu chửi bới thì Nick cầm nó lên và nhìn nó với đôi mắt lấp lánh ký hiệu đô la. Mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng khi hệ thống bảo vệ bỗng dưng báo động và một con gỡ lem Amanma phá tường vào sảnh. Thanh kiếm ngay lập tức nói với họ nếu không giết chết quái vật này thì hệ thống bảo vệ sẽ không để họ đi. Tiana thử phóng các mảnh băng về phía nó nhưng con quái vật không hề bị gì, còn phóng lại đống băng chúng vào Karen. Nick thấy vậy thì bước lên vào bảo đồng đội hãy lùi về rồi tự mình đối mặt với con gỡ lem. Anh thử dùng kiếm chém nó nhưng không hề có chút tác dụng nào. Thanh kiếm nhắc anh rằng con gỡ lem này có khả năng kháng đòn vật lý và bảo anh hãy thử kích hoạt sức mạnh của nó và dùng nó để giết gỡ lem. Tuy nhiên, dù đã kích hoạt được thanh kiếm, nó vẫn không chịu kết nối với anh vì mối quan hệ nông cạn của anh với đồng đội mình. Ngay sau đó, con quái vật vung tay tát anh lăn nhào vào một cái hố dưới đất. Jen dùng ma pháp để cường hóa sức mạnh cho Tiana trong lúc cô dùng ma pháp băng hệ để tạm thời giữ chân con gỡ lem, cho Karen cơ hội giải cứu đội trưởng. Nick xin lỗi Karen vì đã làm vỡ đi thứ quý giá với cô, nhưng cô bảo anh không cần phải xin lỗi gì cả. Cô nói rằng sợi dây chuyền vỡ đi đã cho cô sức mạnh để bước tiếp và quên đi chuyện đau khổ trong quá khứ. Ngay thời khắc này, thanh kiếm bảo anh hãy kích hoạt nó lần nữa. Jen và Tiana ở bên trong đã ôm nhau chuẩn bị cùng đi đến suối vàng thì một thực thể tối thượng được tạo ra từ sự dung hợp giữa Nick và Karen bay lên trước mặt họ. Cùng với sức mạnh, kỹ năng và tinh thần kết hợp từ cả hai, sinh vật tối thượng đã chém con gỡ lem tan thành trăm mảnh. Sau khi đã chảy ra chóc vẩy để chứng minh tình bạn của cả nhóm, họ phát hiện ra thánh kiếm này là hàng nhái. Nhưng dù sao thì Winma cũng quyết định vẫn sẽ trả công cho họ. May là trong cái rủi không có cái rủi hơn. Mọi chuyện bỗng thay đổi theo chiều hướng khác khi một cậu nhóc xuất hiện trong hội thám hiểm và tự giới thiệu tên mình là Kizuna, bản người thật của thánh kiếm tình thân. Vậy là cả nhóm chào mừng thêm thành viên thứ 5 vào đội. Sau đó,
Tiana đang ngủ thì bỗng dưng mơ thấy vị giáo sư trước đây từng nâng đỡ cô giờ đã bị cách chức vì tin đồn thất thiệt mà vị hôn thê cũ của cô đã lan truyền. Curran và Jem bên kia cũng bật dậy vì mơ thấy quá khứ không vui. Nick giật mình hét thất thanh tỉnh vì mơ thấy cô bạn gái cũ của mình. Hóa ra việc này được gây ra bởi vì kỹ năng thần giao cách cảm của Kizuna. Cả nhóm thỉnh thoảng vẫn dùng kỹ năng này để trò chuyện với nhau. Trong một nhiệm, cả nhóm chạm mặt với một con Oxer. Kizuna vì muốn chứng tỏ thực lực mà bảo những người trong nhóm hãy ngồi nghỉ để cậu solo với con quái. Cậu dùng kỹ năng song song của mình tạo ra phân thân rồi nhanh nhẹn hạ gục con quái vật. Cả nhóm khen ngợi cậu hết lời khiến Kizuna ngại quá phải nói thật ra là mình đã dùng kỹ năng đặc biệt để mượn sức mạnh và các kỹ năng khác của họ để sử dụng cho bản thân. Cậu kể rằng mình được thừa hưởng kỹ năng này từ người chủ trước đó đã sử dụng cậu. Dù thấy cậu nhóc này hay thích chém gió nhưng cả đội vẫn đồng ý là cậu sẽ giúp ích rất nhiều cho nhóm. Khi cả nhóm tạm nghỉ đi ăn trưa, Nick suýt trợn lồi trong mắt ra ngoài khi thấy nhà hàng mà Curran dẫn anh đến là nhà hàng đã xuất hiện trong giấc mơ của anh cùng với cô bạn gái Claudine. Trùng hợp làm sao, Claudine cũng đang ở đó dụ dỗ nạn nhân tiếp theo của cô nàng. Anh thấy vậy thì tiến đến can thiệp, tránh không cho một linh hồn trong sạch nữa bị vấy bẩn. Thấy mưu kế của mình bại lộ, Claudine tức giận bỏ về. Sau đó, cô ta trở lại nhà hàng đổ một cốc bia lạnh lên đầu Nick. Cô ta dắt theo đội trưởng của đội thám hiểm thiết hổ của mình, Leon. Cô ta cố tình châm mòi khiến cho Leon muốn đánh anh. Tuy nhiên, Nick đã sớm nháy mắt cho Leon biết cô ta là một kẻ đào mỏ và sẽ sớm rời khỏi đội của họ ngay khi đã lợi dụng xong đội trưởng. Leon giả vờ như định ra ngoài choảng nhau với Nick. Đến con hẻm thì anh xin lỗi Nick và nói mình sẽ sớm đuổi Claudine ra khỏi đội vì những rắc rối cô gây ra cho họ. Anh ta bắt đầu có hứng thú muốn hợp tác cùng Nick và thấy anh rất thông minh khi lập ra đội kẻ sinh tồn để lợi dụng những kẻ dị hợp kia. Nick thấy anh suy bụng ta ra bụng người thì đấm một cú cho tỉnh. Ngay sau đó, anh bị Beck đồng đội của Leon đánh lén. Sau đó, anh ta cũng lại bị Curran ở phía sau đánh cho ngã lăn ra. Winma cũng đến để góp vui thay vì giải quyết xung đột và bảo hai người nên giải quyết với nhau theo kiểu của nhà thám hiểm. Vậy là Leon thách đấu Nick với cuộc thi mang tên giải toán đấm bốc. Để hiểu rõ luật hơn thì cuộc thi này bao gồm 10 vòng đấu. Hai người của mỗi đội sẽ lên võ đài để chiến đấu, trong khi đồng đội bên dưới bắt đầu giải các câu hỏi toán học. Ai đạt điểm cao nhất sẽ mang lại một lần tấn công cho đồng đội của mình. Điều này khiến Curran ôm đầu đau khổ vì cô đã rốt môn toán rồi mà còn phải đối mặt với ả đàn bà sống chỉ để đếm tiền Claudine. Cô ta bắt đầu châm chọc Curran là kẻ yếu nhất trong đám. Vài ngày sau đó, cả nhóm cật lực giúp Curran xóa ngu môn toán. Trong khi đó, Jem bắt đầu chuyển nhà của mình vào quán bar ở. Nói cho công bằng thì trong cả đám, anh là người có câu chuyện quá khứ bi kịch nhất nên cũng xứng đáng được làm vai phản diện nhất. Dù sao thì anh cũng chọn cách giải tỏa cảm xúc healthy hơn nhiều tên phản diện khác. Nhưng hóa ra anh không chỉ đến quán bar giải tỏa nỗi lòng mà còn thu nhập thêm thông tin về đội thiết hổ và những công việc làm ăn phi pháp của họ. Vậy là anh cùng cả nhóm quyết định lên kế hoạch để đánh bại đội thiết hổ cũng như vạch trần bộ mặt bẩn tủi của họ. Ngày tổ chức giải toán đấm bốc cuối cùng cũng đến. Nick và Leon đã có mặt trên sàn đấu trong khi Curran và Claudine ngồi ở dưới giải toán. Curran nhanh chóng trả lời tất cả các câu hỏi và là người làm sớm nhất khiến cô rất mừng rỡ. Nhưng rồi niềm vui vụt tắt khi cô biết được Claudine đã trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn. Vậy là Leon được một cú đấm miễn phí vào bụng Nick. Nick sau khi ăn một đấm vào bụng thì lại bị anh ta liên tục móc phải vào mặt trong vòng 2 khiến cho Curran bắt đầu lo lắng. Leon lại câu giờ né tránh các đòn đánh của Nick cho đến khi vòng 3 kết thúc. Tìm kiếm xung quanh nãy giờ cũng không thấy kẻ tình nghi xuất hiện, Tiana quyết định thử nhử hắn ra. Cô đề nghị bọn họ hãy để cho những người giải toán giải hết những câu hỏi còn lại trong một lần. Dù nếu thua sẽ khiến anh phải ăn một lượt 7 đấm vào người, Nick vẫn chấp nhận đề nghị này. Winma cũng gật đầu đồng ý và Curran cùng Claudine bắt đầu đối mặt lần cuối. Tiana lúc này đã ra hiệu cho Kizuna cùng Jem tìm kiếm tên thủ phạm. Hóa ra Beck đang dùng thần giao cách cảm để đưa ra đáp án giúp Claudine. Đội thám hiểm thiết hổ bị triều đình bắt đi vì tội gian lận, cùng nhiều tội khác mà lúc này vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Claudine cũng bị bắt để tra khảo, giúp cho nhiều thanh thiếu niên ngây thơ khác tránh được cảnh tim vỡ tan nát và tiền của mất mát. Ở một nơi khác, Leon đang bị một tên lính gác tra hỏi về bảo vật đã mất đi. Anh ta nói rằng thanh kiếm còn không được bán trên cả chợ đen rồi dọa sẽ thực hiện tra tấn với Leon. Leon không để cho anh ta phí thời gian làm gì, triệu hồi luôn thanh phá diệt kiếm. Sau khi kiếm được khoản tiền lớn từ giải toán đấm bốc, Nick cùng Curran và Tiana đi đến một sòng bạc để thử kem ở đó. Nhưng xui là đến nơi thì kem cũng bán hết rồi. Tiana chơi một hồi thì đã thắng hết chip của người chơi bên kia. Danny, bạn trai của Agate, sau khi thua thì bực tức rời khỏi bàn chơi rồi đi thẳng ra ngoài. Nhưng không được bao lâu thì lại chạy thẳng vào cùng một đám người khác vì bị Leon lúc này đã biến thành quái vật sau khi kích hoạt bảo kiếm dọa sợ. Anh ta đã thoát ra khỏi nhà tù và giờ đang đi quanh làm loạn hòng tìm ra được Nick. Tiana chạm mặt anh ta thì không thể tin nổi con quái vật đang đứng trước mắt mình là Leon. Leon bảo cô rằng sau khi biến thành quái vật thì khả năng đánh hơi của anh ta tốt đến độ còn có thể đánh hơi ra mùi nói dối và bảo cô tốt nhất nên nói ra vị trí thật của Nick. Cô phản ứng nhanh chóng và bảo anh ta bắt giữ cô làm con tin là sai rồi vì đội thám hiểm kẻ sinh tồn vốn không phải là bạn bè gì của nhau. Họ chỉ là những kẻ đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc đời và con người hợp sức cùng nhau để kiếm chút tiền sống qua ngày mà thôi.
Anh ta suy ngẫm thấy cũng có lý, cô tranh thủ cơ hội đánh lén một cú rồi vọt chạy ra ngoài cửa. Tuy nhiên, Tiana khi thấy anh ta dường như không hề hấn gì cả và đã bắt kịp cô, cô bảo Danny mau chóng ôm Agnes ra ngoài. Một mình đối mặt với Leon, cô khẳng định với anh ta rằng Nick chắc chắn sẽ không cứu mình. Cảm nhận thấy cô thực sự không hề nói dối, anh ta cũng không muốn giữ cô lại cho thêm phiền phức và quyết định vung kiếm kết thúc tất cả. Ngay lúc hai người tưởng Nick thực sự sẽ không cứu cô thì anh đã xuất hiện đỡ đòn. Kizuna cũng biến thành thánh kiếm hỗ trợ anh chiến đấu. Cảm nhận được sự hiện diện của thánh kiếm tinh thần, phá diện kiếm liền buộc Leon phải dùng hết sức mạnh của anh ta. Leon trong tích tắc tiến hóa thành quái vật còn hung hãn hơn gấp bội. Nick và Tiana thấy vậy thì quyết định thử sức mạnh tình bạn của họ. May mắn là cả hai người đã có thể dung hợp thành thực thể tối thượng. Chiến binh 2-1 bắt đầu tìm cách khống chế Leon, người đang dần mất kiểm soát với chính cơ thể của mình. Dù không muốn nhưng anh ta bắt đầu lên cơn điên và làm hại đến những người vô tội trong sòng bài. Anh ta thử cố gắng chống chọi lại phá diệt kiếm, muốn chứng minh rằng mình không phải là kẻ xấu toàn diện. Tuy nhiên, sau cùng anh ta cũng buông xuôi trước những lời thôi miên của phá diệt kiếm. Nó đã lợi dụng cảm xúc đen tối của anh ta để thực hiện mục đích của mình. Nhân lúc Leon đang sơ hở, Tiana và Nick ngay lập tức ném tất cả thẻ kháng ma thuật trong sòng bài về phía anh ta, khiến cho anh ta quay trở lại hình người. Tối đó, Nick vào tù thăm Leon, anh nói rằng phá diệt kiếm đã được phong ấn lại. Anh cũng nói thêm anh và Tiana đều biết anh ta đã cố chống chọi không giết những người vô tội dù đang bị thanh kiếm điều khiển. Quay trở về quá khứ lần nữa, lúc này chúng ta trở lại với Agnes, thời mà cô vẫn còn được biết đến với tên thật Belle Hawkins. Cô từng làm việc trong quán bar của Danny và thỉnh thoảng hay biểu diễn ca hát ở đó. Cô không hề hay biết rằng hàng đêm có một ông bầu sản xuất âm nhạc luôn ghé đến và chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi được ông ta mời làm idol và chứng kiến những idol khác biểu diễn trên sân khấu, cô biết đây là con đường mà mình muốn dấn thân. Mọi thứ vẫn chìm trong màu hồng cho đến khi bạn trai của cô Danny bắt đầu đổi tính đổi nết. Công việc làm ăn của anh ta thất bại và vì muốn bám víu vào bạn gái để kiếm sống, anh ta liên tục hỏi mượn tiền từ cô bạn gái idol của mình. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã bắt đầu mắc chứng nghiện ngập cờ bạc. Trùng hợp là hôm ở sòng bạc, anh ta lại đụng trúng bà hoàng nghiện đỏ đen Tiana. Không hề biết rằng thực thể tối thượng ngày đó trước mặt là Tiana và Nick dung hợp thành, thứ gì đó bắt đầu nảy nở bên trong Agnes từ khi cô nhìn thấy thực thể. Cô bắt đầu xem thực thể đó như thần tượng của mình rồi gọi nó là nữ hiệp sĩ. Sau tai nạn ở sòng bạc, Danny được đưa cho một khoản tiền đủ lớn để trả hết số nợ của anh ta, với điều kiện anh phải chia tay với Agnes. Theo như giao kèo thì anh ta sẽ phải giả vờ như không quen biết cô nếu họ đụng mặt nhau trên đường. Vài hôm sau, Agnes tổ chức một buổi concert đánh dấu sự trở lại của mình. Cô cảm ơn nữ thần ở sòng bạc vì đã giúp cô trở lại với các fan. Nhận ra nữ thần cô đang nói đến chính là thực thể dung hợp của anh và Tiana, Nick không biết phải phản ứng thế nào. Cô mở màn concert bằng cách hát một bài mới mà cô viết dành cho vị nữ thần kia. Ở một diễn biến khác, một con quái vật có tên Stepping Man đang khiến cho người dân trong thành phố ngày càng sợ hãi. Kizuna có hứng thú với con quái vật được đồn thổi là hay bắt cóc trẻ em này. Những người khác trong đội thì nghĩ đây chỉ là tin đồn nhảm thôi. Tuy nhiên, một cô phóng viên kiêm nhà thám hiểm Olivia bảo cô rất có hứng thú với quái vật Stepping Man. Cô nhờ họ hãy liên lạc cho mình ngay nếu bắt gặp được bất cứ dấu hiệu nào về con quái vật. Buổi tối, Kizuna và Nick sau khi đã đến concert chơi chán chê thì cùng nhau về nhà. Bỗng dưng Kizuna cảm nhận được Jem đang gặp nguy hiểm. Cặp đôi bạn đi concert chạy ngay đến một con hẻm nhỏ nơi Stepping Man đang xuất hiện. Kizuna phóng kiếm về phía nó nhưng xui là cậu vẫn bị mất dấu con quái vật. Sau đó, hai người thấy được Jem lúc này đang che chắn cho một cô gái nhỏ. Cô gái tên là Rena. Cô nói với mọi người Stepping Man chính là con quái vật đang đi theo ám cô và mẹ cô đang tích cực điều tra về sự tồn tại của nó. Jem hoàn toàn tin những lời cô nói và khen ngợi mẹ của cô đã rất can đảm khi dám điều tra việc này. Cô gái đột nhiên lại xin muốn được làm học trò của anh. Nick nghe vậy lập tức đến cản lại vì anh đã nghe được cốt truyện này ở đâu đó rồi. Tuy nhiên, Jem lại rất nhỏ nhẹ và điềm đạm từ chối cô, bảo cô hãy đi nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc trước. Cô muốn nhào đến ôm anh thì bị hai người kia cản lại. Jem nhắc nhở cô không nên đến quá gần anh cho đến khi cô lớn lên. Hôm sau, cả nhóm đi đến ngoại ô của thành phố Mekong. Họ đến trước một hội thám hiểm nổi tiếng là có thợ săn tiền thưởng nhiều hơn nhà thám hiểm. Nick cùng đồng đội đi vào muốn xin thêm thông tin về Stepping Man. Tuy nhiên, hội thám hiểm tất nhiên không giao thông tin chùa ra cho người lạ mặt. Cô gái trực quầy lễ tân bảo Nick nhóm của anh trước tiên phải hoàn thành một nhiệm vụ bậc trung cấp, đó là bắt giữ một người có tên là Hales. Lúc họ đang trao đổi về phần thưởng thì một thanh niên thợ săn tiền thưởng tên Ash lại kêu gào nói rằng nhà thám hiểm đang tước đi công ăn việc làm của thợ săn bọn họ. Anh ta bảo họ nên trở về săn gò Blindy. Lúc Ash còn đang luyên thuyên thì Tiana đã đập một bao tiền xuống bàn, cá cược với anh ta rằng họ sẽ đem được Hales về hội thám hiểm. Cả nhóm đi đến địa điểm thì được người giữ cổng chào đón. Ông ta bảo họ hãy cẩn thận đừng chọc đến Nagava. Sau đó, cả nhóm đụng phải một băng cướp và họ tìm cách chất lọc hết thông tin bọn chúng có về Hales. Càng đi sâu vào trong thì Jem càng lo lắng cho hoàn cảnh sống cực kỳ kém của người dân nơi đây. Không lâu sau, họ đã tìm được Hales và dễ dàng bắt giữ anh ta. Lúc họ định rời đi thì lại bị Nagava,
cũng từng là một linh mục cản lại và nói rằng Hales là bệnh nhân của ông và anh đang dính bệnh quỷ vàng. Nick báo lại với ông rằng anh ta là tội phạm bị truy nã, buộc Nagava phải để họ dẫn anh ta đi. Kizuna cũng tranh thủ cơ hội hỏi ông thêm về Stepping Man. Tuy nhiên, Nagava không cho họ thêm chút thông tin nào. Dù vậy, họ cũng biết được từ miệng Hales rằng có một cô gái hay đến đây phát kẹo cho bọn con nít trong khu này. Trở về hội thám hiểm, Tiana dùng số tiền cược thắng đãi mọi người một chầu bia. Sáng hôm sau, hội thám hiểm đưa cho họ tiền thưởng cùng những báo cáo liên quan đến Stepping Man. Olivia bỗng xuất hiện và bắt đầu tra hỏi Jaina, lúc này vẫn không nghi ngờ gì. Sau khi nghe được câu chuyện của Curran và Kizuna về việc gặp gỡ với Stepping Man cùng Olivia, Nick bắt đầu quay sang tra hỏi Olivia. Cô bị anh tra hỏa thì phóng bay lên nóc nhà chạy thoát, làm công sức gác cửa của Tiana và Curran trở thành công cốc. Sau đó, mẹ của Jaina là Ada đến cảm ơn bọn họ. Có vẻ như cô là một nhà thám hiểm nổi tiếng và Nick cũng nói cô thuộc cấp A. Cô còn tiết lộ mình có quen biết với Fitter, lúc này đã trở thành nhà thám hiểm cấp Stepping Man. Bỗng dưng, Jaina lại gợi lại chuyện cô muốn trở thành học trò của Jem. Anh lúc này không giả vờ được nữa mà phải nói thật rằng anh bị mắc chứng sợ loli. Cô hỏi vậy sao anh không bỏ đi luôn mà lại cứu sống cô? Anh liền đáp làm người ai làm vậy. Anh cũng rất bất ngờ với bản thân và nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ vượt qua được nỗi sợ. Sau khi nghe Jem kể lể về bóng ma quá khứ của anh xong, mọi người đi vào bàn chuyện chính, làm sao để bắt được Stepping Man. Nick xin Ada hãy chỉ dạy cho mình cách để bắt Stepping Man. Cô bắt đầu bằng cách đưa cho họ một loại nước nấm có công dụng giúp họ dùng hết được tiềm năng ma lực. Sau một tràn động viên khuyến khích thì cả nhóm bắt đầu lao vào luyện tập thể chất để có thể nhảy cao lên không trung và bắt kịp Stepping Man. Một buổi tối nọ, cả nhóm lại đụng độ với Stepping Man lần nữa, lần này hắn ta vẫn trốn thoát. Tuy nhiên, bọn họ bắt đầu nghi ngờ rằng Olivia không phải là Stepping Man thật sự. Nghi ngờ Stepping Man đã sử dụng một dụng cụ ma pháp cổ đại nào đó, Nick quyết định đến tù thăm Leon một chuyến. Leon vì thèm bánh bao nóng hổi nên nói luôn với anh có một loại công cụ tên là Huyễn Vương Bảo Ngọc có thể giúp người dùng tàng hình và thay đổi hình dạng. Để đối phó với nó thì thực ra cực kỳ đơn giản, anh chỉ cần đối mặt với nó sau khi đã biết được tên của người sử dụng. Sau đó, Jem và Tiana qua điều tra đã khoanh vùng được nơi trú ẩn của Stepping Man. Mọi thứ lại dẫn họ đến khu vực ngoại ô lần nữa. Tuy nhiên, người giữ cổng lần này chỉ cho họ một đống thông tin ngoài lề khác, khiến cả nhóm thất vọng bỏ về. Đang đi trong màn sương đặc thì Olivia từ đâu nhảy ra tấn công Nick. Mắt thấy những kỹ năng mà anh đã học được để đối phó với Stepping Man, cô bắt đầu buộc tội anh chính là thủ phạm. Kizuna thử dùng kỹ năng song song với cô nhưng lại bị cô trả đòn bằng chính kỹ năng ruột. Nick thử gọi lớn tên Olivia nhưng không có kết quả. Vậy là cả đám quyết định ngồi xuống trò chuyện với nhau. Theo lời Olivia tự thú nhận, cô đúng là phóng viên và đồng thời cũng là Stepping Man. Nhưng Stepping Man ở đây là danh hiệu mà cô được gọi hồi còn là nhà thám hiểm toàn thời gian. Sau khi biết được cả đôi bên đều không phải là Stepping Man chuyên đi bắt cóc trẻ con, cả hai phía quyết định hợp tác cùng nhau để tìm ra thủ phạm thực sự. Bọn họ tìm đến chỗ của nạn nhân gần đây nhất của Stepping Man, hy vọng sẽ từ đó thu nhập được thêm chút thông tin về hắn. Khi đang kiểm tra cái xác của cô bé tội nghiệp, Jem phát hiện ra một mảnh nhỏ của Huyễn Vương Bảo Ngọc ở trên người cô. Sau khi Olivia bóp nát mảnh ngọc, người của cô bé bắt đầu hiện lên dấu bớt và nốt ruồi. Cả nhóm cũng tìm được dấu hiệu của người đang trong quá trình trị liệu bệnh quỷ vàng trên người cô. Sau khi đã xem xét hết các vụ án, họ phát hiện ra những nạn nhân này đều tụ họp đến một nơi. Jem ngỡ ngàng nhận ra hung thủ thực sự của vụ án lần này. Trong khung cảnh tiếp theo, Nick đang giao tranh với Stepping Man. Anh gọi lớn tên của hắn khiến cho lớp vỏ bọc của Stepping Man tan biến và một gương mặt hiện ra. Đó không ai khác chính là vị thầy thuốc từng là linh mục Nagava. Hai người chiến đấu có vẻ ngang sức cho đến khi Nagava rơi vào cái bẫy của Nick và bị bao vây bởi đồng đội của anh. Jem hỏi ông ta vì sao lại đi lan truyền dịch bệnh. Ông ta kể rằng ông ta đã mất con gái của mình vì dịch bệnh quỷ vàng. Nhưng còn tệ hơn nữa, những người xung quanh bắt đầu đồn đoán rằng con gái ông vì yêu đương hết thằng này đến thằng khác nên mới dính phải căn bệnh quái ác này. Đó là thời điểm người ta vẫn tin đây là bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Trên thực tế, cô bị nhiễm bệnh là vì vô tình bị một bệnh nhân khác của ông cũng dính căn bệnh này với máu chúng trong lúc đang cố học hỏi nối nghiệp cha mình. Vì không muốn cái chết của con gái trở nên vô nghĩa nên ông ta tiếp tục nghiên cứu cách chữa bệnh quỷ vàng bằng mọi giá, kể cả có phải hy sinh sinh mạng vô tội của trẻ con. Jem bắt đầu nạt nộ ông ta và hỏi ông ta không nghĩ đến nỗi đau mà lũ trẻ và gia đình chúng phải chịu hay sao. Ông ta không hề hối hận mà còn phá lên cười, nói rằng dù họ có làm gì cũng không thay đổi được mọi thứ. Lúc này, một kỵ sĩ giáp đen đầy mình bỗng dưng xuất hiện định giết chết Nagava và phóng một tia năng lượng xuyên ngực ông. Jem muốn nhảy vào chữa trị cho ông nhưng lại bị kỵ sĩ kia hất văng ra xa. Tiana và Curran cũng nóng lên cùng lúc tấn công tên kỵ sĩ nhưng không có tí công dụng nào và nhanh chóng bị hắn đánh gục. Olivia bất ngờ xuất hiện viện trợ cho họ và gọi tên kỵ sĩ kia là mặt nạ trắng. Cô vậy mà có thể dùng tay đỡ được kiếm của hắn. Cô ngay sau đó liên tục tấn công hắn, câu giờ tạo cơ hội cho Nick kịp thời dung hợp cơ thể với Jem. Nhận ra đối thủ của mình cũng có bảo vật, mặt nạ trắng nhốt Olivia lại trong một quả cầu đỏ, không cho cô xen ngang nữa. Quả cầu đỏ này có thể tạo ra áp lực bên trong và sẽ nghiền nát Olivia nếu cô không kịp thời thoát ra.
Chiến binh hai trong một lúc này muốn đến cứu cô nhưng ngay lập tức bị mặt nạ trắng cản đường. Thấy không thể bì được với sức mạnh kinh người của hắn, hai người chuyển sang sử dụng điểm mạnh của Nick, tốc độ, thứ mà mặt nạ trắng không hề có. Hai người đánh lạc hướng mặt nạ trắng khiến hắn mất tập trung và làm cho kết giới của quả cầu đỏ yếu đi, giúp cho Olivia dễ dàng phá nó thoát ra. Cô lại chạy đến định đánh lạc hướng hắn lần nữa. Mặt nạ trắng những tưởng hắn đang ở kèo trên thì bị thánh kiếm bay vèo đến đâm một nhát vào mặt. Hắn ta khá thích chí khi thấy có người có thể chiến đấu ngang hàng với mình và quyết định tạm rời đi, trước khi đi còn cho nổ toàn bộ tòa nhà. Cũng may là những người khác chỉ bị xây sát nhẹ. Tuy nhiên, trường hợp của Nagava thì lại khác. Ông ta biết mình chắc chắn không sống nổi, không bị giết bởi lời nguyền của tên mặt nạ trắng thì cũng bị bệnh quỷ vàng ăn mòn. Ông ta bảo cả đội hãy rời đi trước khi nơi này sập xuống. Gem quyết định nhân từ dùng pháp thuật giúp ông ta thoát khỏi đau đớn trước khi chết đi. Cả nhóm nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng giải quyết được vụ án của Stepping Man. Tuy nhiên, Olivia lại cảnh báo với họ về mối đe dọa lớn hơn. Tên mặt nạ trắng hiện vẫn còn tự do tự tại và khả năng rất cao hắn đang làm việc cho một kẻ khác còn mạnh hơn hắn ta. Olivia khuyên họ đừng nên mất cảnh giác. Sau đó, cô cũng tiết lộ danh tính thực sự lần thứ N cho họ biết. Cô nói mình ngoại trừ là phóng viên kiêm nhà thám hiểm kiêm Stepping Man thì còn là vũ khí có khả năng chống ma thần cấp tinh linh, gọi là võ kiếm. Sau khi đã gác lại vụ án Stepping Man, cả đội kẻ sinh tồn chìm trong nỗi u sầu khó hiểu. Nick bắt đầu nhớ lại mặt mũi của tên cướp để giết chết ba mẹ mình. Nếu không nhờ Argus cứu mạng thì anh đã khiến ba mẹ mình hy sinh trong vô ích. Sau khi đã cứu mạng anh, Argus dẫn anh đi chinh chiến cùng tổ đội của mình hết lần này đến lần khác. Dù đã bị ông đuổi ra khỏi đội nhưng anh vẫn còn giữ con dao gãy mà ông đã đưa cho. Trong lúc đó, Gem đang mở một cửa tiệm trị liệu cho người dân sống trong khu vực ổ chuột kia, cũng có thể xem như anh là người nối nghiệp Nagava. Nói thật ra thì anh cũng không biết mình là việc này vì ông già quá cố hay là để thỏa mãn bản thân nữa. Dù sao thì anh cũng rất thích giúp đỡ người khác. Ở bên kia, Tiana nhiều lần tỉnh dậy trong màn đêm. Cô quyết định sẽ lại chơi đỏ đen để giải tỏa nỗi lòng, nhưng việc này không mang lại sự thỏa mãn cho cô như đã từng. Curran lúc gặp mặt đội của mình trong hội thám hiểm thì luôn tươi cười, nhưng khi một mình thì cô nhận ra mình không có cách nào quên đi quá khứ và tha thứ cho Kaleo. Cô muốn anh ta phải trả giá vì đã đánh cắp viên ngọc của Long Vương từ tay cô. Cô đang đi dạo thì bắt gặp tên gian thương trước đây là đang định dùng chiêu trò cũ với một cô gái trẻ khác. Thấy cô thì ông ta xanh mặt và quyết định để cô gái kia đi. Lúc này, Nick cùng cả đội đã gọi với qua, dù cô cùng đi đến lễ hội chơi với bọn họ. Cả nhóm định đi giải khuây sau một hồi căng thẳng thì Olivia từ đâu chạy đến để bắt kịp họ. Cô còn chưa có cơ hội nói gì thì Tiana đã đọc một lượt tin của tờ rơi rằng ma thần bóng đêm đã được hồi sinh lại. Olivia lúc này không còn tấu hài như mọi ngày mà nghiêm túc nói với mặt nạ trắng chắc chắn có liên quan đến việc này. Cô còn nói họ nên tìm lại Huyễn Vương Bảo Ngọc lúc này đã bị bán vào chợ đen. Curran nghe vậy cũng hỏi liệu nơi đó có bán ngọc của Long Vương mà cô đang tìm kiếm hay không. Cả đội vì muốn an ủi cô nên quyết định biến nhiệm vụ cá nhân tìm bảo vật linh thiêng của Long tộc của cô thành nhiệm vụ của cả nhóm. Vậy là đội kẻ sinh tồn lại háo hức chuẩn bị cho cuộc hành trình truy bắt kẻ xấu mới. Ở một góc khác, Kizuna cùng Olivia có một cuộc trao đổi riêng với nhau vì họ là hai bảo khí chắc chắn sẽ trường tồn lâu hơn những kẻ sinh tồn. Olivia nghĩ rằng đội thám hiểm này không có chút tham vọng nào. Kizuna bảo rằng họ còn đường rất dài để tiếp tục rèn luyện bản thân. Nhưng cả hai đều vững tin rằng đội kẻ sinh tồn sẽ đánh bại được ma thần bóng đêm và giải cứu nhân loại. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.